Tổng thống Donald Trump hơn thứ Sáu cảnh cáo rằng di dân dắt dây, một từ ngữ thường được dùng để chỉ việc các công dân hay thường trú nhân bảo trợ người thân hay một số thành phần di dân cùng tụ tập vào một chỗ, sẽ không được đưa vào bất cứ luật di trú nào. Bản tin của hãng thông tấn Roster cho biết, vào sáng ngày thứ Sáu 15 tháng 9, Tổng thống Trump đã gửi thuyết ra nói rằng di dân dắt dây sẽ không được cho phép là một phần của bất cứ luật di trú nào. Lời cảnh cáo được đưa ra sau khi Tổng thống Trump làm nhiều người phía Cộng hòa tuần này rất ngạc nhiên khi ông thương thảo với giới lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Quốc hội về chương trình DACA nhằm bảo vệ thành phần di dân bất hợp pháp trẻ tuổi vào Mỹ khi còn nhỏ. Các tổ chức đòi kiểm soát vấn đề di dân ở Mỹ như Federation for American Immigration và Number USA thường xuyên lên án di dân dắt dây gọi đây là tiến trình nhận vào vô hạn định những người không có nghề nghiệp chuyên môn chỉ vì có liên hệ gia đình và khiến người ngoại quốc coi việc sang mỹ là quyền của họ các nhóm ủng hộ di dân lại cho rằng việc di dân theo gia đình giúp hội nhập dễ dàng hơn vào xã hội mỹ